Xin chào mừng và cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng mới nhất phiên sáng ngày hôm nay. Hôm nay là thứ hai, ngày 27 tháng 5 năm 2024, được phát sóng trên kênh Giá cả thị trường. Ở bản tin này, kênh sẽ gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước. Phần tiếp đến của bản tin là bảng giá vàng trong nước được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch buổi sáng hôm nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Mở đầu của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng thế giới. Giá vàng trên thị trường thế giới mở cửa phiên giao dịch đầu tuần này bằng một phiên tăng giảm nhẹ, đứng quanh vùng giá 2.332 cho đến 2.333 đô la Mỹ trên một ounce. Bên cạnh đó, chỉ số đồng đô la Mỹ đứng ở mức 104,71 điểm. Đối thị trường tiền điện tử, giá trị đồng tiền điện tử Bitcoin cũng trong xuống giảm nhẹ, đứng ở mức 68.500 đô la Mỹ trên Bitcoin. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giao dịch ở mức 4,470% trên một năm. Còn đối thị trường năng lượng, giá dầu thô trong xuống tăng đứng ở mức 77,8 đô la Mỹ trên một thùng. Trước khi đến với những thông tin chi tiết trên thị trường và trong nước, sau đây kính mời quý vị và các bạn cùng điểm qua một chút những thông tin cũng như là phân tích trên thị trường và thế giới. Trong tuần vừa qua, thị trường vàng đã có 3 phiên đi xuống liên tiếp ngay sau khi thị trường lập đỉnh lịch sử trong ngày 20 tháng 5 tại vùng giá 2.449 đô la Mỹ trên một ounce. Và đáng chú ý là mỗi ounce vàng đã mất tới gần 100 đô la Mỹ trên một ounce sau hai phiên giảm mạnh vào cuối tuần. Giá vàng hạ trong lúc này là do nhà đầu tư lo ngại lãi suất tại nền kinh tế Mỹ không được giảm sớm. Sang đến ngày 22 tháng 5, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed công bố biên bản cuộc họp tháng 4, cho thấy các nhà điều hành chính sách tài chính chưa vội hạ lãi suất. Một số chuyên gia thậm chí đề cập khả năng tăng lãi suất cao sẽ làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ kim loại quý. Ở một nguyên nhân khác là S&P Global vừa công bố chỉ số giá sản xuất hay gọi là PMI của Mỹ trong tháng 5 lên mức cao nhất 2 năm. Với số liệu này đã kéo giá đồng bạc xanh lên cao, khiến vàng trở nên kém hấp dẫn. Chiến lược gia hàng hóa Daniel Gali tại TD Securities nhận định, trong ngắn hạn, đồng bạc xanh tăng và triển vọng giảm lãi suất tại Mỹ mờ mịt đã châm ngòi cho làn sóng bán vàng chốt lời. Tuy nhiên, đà giảm sẽ bị hạn chế. Và dù giá vàng đã giảm liên tiếp vào tuần qua, thì tính chung từ đầu năm đến nay, giá vàng thế giới vẫn tăng tới 14%. Về mặt nhận định xu hướng của giá vàng, theo ngân hàng UBS gần đây, nâng dự báo giá vàng có thể lên 2.600 đô la Mỹ trên một ounce vào cuối năm nay. Ngân hàng này khuyến nghị mua vào khi giá ở mức 2.300 đô la Mỹ trên một ounce trở xuống. Nguyên nhân là số liệu kinh tế Mỹ yếu đi trong tháng 4, nhu cầu vàng của các ngân hàng trung ương tăng và bất ổn địa chính trị còn tiếp diễn. Về mặt dài hạn, nhiều chuyên gia nhận định thị trường vàng thế giới đang được định hình lại với những thay đổi cơ bản. Nhu cầu đầu tư đang được thay thế bằng hoạt động mua của các ngân hàng trung ương, một trong những yếu tố quan trọng nhất thúc đẩy giá vàng tăng mạnh. Đồng thời, ảnh hưởng thị trường đang lan dần từ Tây sang Đông khi người mua châu Á, đặc biệt là các nhà đầu tư bán lẻ Trung Quốc, có nhu cầu vàng rất lớn. Trên thực tế, là một loại tài sản không mang lại lợi nhuận, việc nắm giữ vàng trong khi lãi suất vẫn ở mức hạn chế có thể tốn kém. Dù đây là một đặc điểm của vàng, nhưng nó không còn là vấn đề quan trọng nữa. Các ngân hàng trung ương đã mua vàng với tốc độ chưa từng thấy, nhưng họ không hề đơn độc. Các nhà phân tích đã lưu ý rằng vàng đang trở thành một kim loại tiền tệ quan trọng trên toàn cầu. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp đến của bản tin là một số thông tin trên thị trường và trong nước. Triển vọng kém tươi sáng của thị trường và trong nước trong tuần vừa qua khiến nhà đầu tư thua lỗ gần 3 triệu đồng trên một lượng chỉ sau một tuần. Cụ thể, đóng cửa phiên giao dịch cuối tuần vừa qua, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn hay gọi là SJC niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 87,5 triệu đồng trên một lượng mua vào, bán ra mức 89,5 triệu đồng trên một lượng. Mức giá này được áp dụng cho cả ba hệ thống Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh. Cùng với chênh lệch giữa giá mua vào giá bán ra đang ở ngưỡng cao, đà sụt giảm mạnh của vàng khiến nhà đầu tư trong ngắn hạn đang lỗ nặng chỉ sau một tuần. Chênh lệch giữa chiều mua vào chiều bán ra hiện tại đang niêm yết ở quanh vùng 1,8 cho đến 2 triệu đồng trên một lượng. Các chuyên gia nhận định rằng mức chênh lệch này là quá cao, là ngưỡng an toàn đối với giới kinh doanh nhưng sẽ khiến nhà đầu tư đối diện với nguy cơ thua lỗ khi mà đầu tư ngắn hạn. Còn với mặt hàng vàng nhẫn bố số 9 thì đang vào đà giảm. Cụ thể với Bảo Tín Minh Châu, giá vàng nhẫn bố số 9 niêm yết mua vào mức 75,16 triệu đồng trên một lượng, bán ra mức 76,66 triệu đồng trên một lượng, giảm 560.000 đồng trên một lượng mua vào, 460.000 đồng trên một lượng bán ra so với chốt phiên giao dịch tuần trước đó. Tại họp báo thường kỳ về kinh tế xã hội Thành phố Hồ Chí Minh vừa qua, Tổng giám đốc công ty SJC Lê Thúy Hằng đề xuất bỏ độc quyền vàng miếng bởi doanh nghiệp không được hưởng lợi gì từ chính sách này còn bị mang tiếng trục lợi. Cụ thể, lãnh đạo SJC cho biết năm 2012, SJC được chính phủ và ngân hàng nhà nước được chọn là thương hiệu vàng miếng quốc gia vì họ chiếm gần 97% giao dịch trên thị trường. Cũng trong năm này, Nghị định 24 về hoạt động kinh doanh vàng ra đời
Để kiểm soát nguồn cung, chống vàng hóa nền kinh tế, bà Hằng cho rằng Nghị định 24 đã có thành công nhất định khi giúp ổn định nền kinh tế, chống vàng hóa. Nhưng cũng tạo ra những rào cản khi mà doanh nghiệp không được nhập, không sản xuất và dập vàng miếng. Trước khi Nghị định 24 ra đời, chưa bao giờ có tình trạng cầu vượt cung và chênh lệch giá vàng như hiện nay. Theo Tổng Giám đốc SJC cho rằng, Nghị định cần được sửa đổi để phù hợp với thực tế hiện nay. Trở lại với bảng giá vàng trong nước trong phiên giao dịch đầu giờ sáng nay, nhìn chung là mặt hàng vàng miếng SJC cũng như là vàng nhẫn bột số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác đang tạm thời chưa có điều chỉnh về giá. Chi tiết của bảng giá này kênh sẽ gửi tới quý vị và các bạn ngay sau phần cuối của bản tin. Còn đối thị trường tiền tệ, tỷ giá đô la Mỹ cân hàng thương mại mua vào mức 25.247 đồng trên một đô la Mỹ, bán ra mức 25.477 đồng trên một đô la Mỹ. Giá đô la Mỹ trên thị trường tự do mua vào mức 25.730 đồng trên một đô la Mỹ, bán ra mức 25.770 đồng trên một đô la Mỹ. Để quý vị và các bạn có thể biết rõ hơn về thị trường vàng trong nước hiện tại, sau đây là bảng giá vàng chi tiết được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch buổi sáng nay. Kính mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi và tham khảo thêm nhé. Đầu tiên là giá vàng SJC tại ba thành phố lớn, SJC Hồ Chí Minh từ 1 đến 10 lượng. Mua vào 8.750.000, bán ra 8.950.000, chênh lệch giữa chiều và chiều bán ra hiện tại đang dao động ở mức 2 triệu đồng trên một lượng và đơn vị đo bảng giá này là triệu đồng trên một chỉ. SJC Hà Nội và SJC Đà Nẵng mua vào 8.750.000, bán ra 8.950.000. Doji Hồ Chí Minh và Doji Hà Nội mua vào 8.750.000, bán ra 8.930.000. Pinji Hồ Chí Minh và Pinji Hà Nội mua vào 8.750.000, bán ra 8.940.000. Phú Quý SJC mua vào 8.760.000, bán ra 8.930.000. Bảo Tín Minh Châu mua vào 8.770.000, bán ra 8.930.000. My Hồng SJC mua vào 8.820.000, bán ra 8.950.000. Tiếp đến là giá vàng SJC một số ngân hàng. Ngân hàng Exim Bank mua vào 8.730.000, bán ra 8.930.000. Ngân hàng TP Gold mua vào 8.730.000, bán ra 8.930.000. Ngân hàng Vietinbank mua vào 8.750.000, bán ra 8.950.000. Tiếp đến là giá vàng SJC một số tỉnh thành phố khác. Thời điểm này tạm thời chưa có thay đổi về giá, chênh lệch giữa chiều và chiều bán ra hiện tại đang dao động ở mức 2 triệu đồng trên một lượng và đang được niêm yết như sau. SJC Nha Trang và SJC Cà Mau mua vào 8.750.000, bán ra 8.950.000. SJC Huế mua vào 8.750.000, bán ra 8.950.000. SJC Biên Hòa, Miền Tây, Quảng Ngãi, Long Xuyên mua vào 8.750.000, bán ra 8.950.000. SJC Bạc Liêu mua vào 8.750.000, bán ra 8.950.000. SJC Phan Rang, Hạ Long và Quảng Nam mua vào 8.750.000, bán ra 8.950.000. Cuối cùng là giá nhận bù số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác. Thời điểm này thì tạm thời cũng chưa có thay đổi và đang được niêm yết như sau. Nhận bù số 9 từ 1 đến 5 chỉ, mua vào 7.480.000, bán ra 7.640.000. Nhận bù số 9 loại nửa chỉ, mua vào 7.480.000, bán ra 7.650.000. Vàng 4 số 9 mua vào 7.460.000, bán ra 7.560.000. Vàng 24K mua vào 7.285,1 nghìn, bán ra 7.485,1 nghìn. Vàng 18K mua vào 5.435,6 nghìn, bán ra 5.685,6 nghìn. Vàng 14K mua vào 4.172,9 nghìn, bán ra 4.422,9 nghìn. Vàng 10K mua vào 2.917,8 nghìn, bán ra 3.167,8 nghìn. Quý vị và các bạn thân mến, mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước sẽ được kênh liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như tích luôn quả chuông bên cạnh để mỗi khi có bản tin mới, kênh sẽ điện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ, xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tới.